là la, hôm nay thì em cho một cặp máy luôn nha bà con. Về Bình Định đó nha. Chiếc này thì lên xe chiếc đầu tiên về huyện Phù Cát nha anh em. Phù Cát tới Bình Định ha. Mấy cái đồ chủ máy thay ga nè, đem về nè nha. Đồ chủ máy thay ga đem về ha. Rồi giờ lên chiếc đầu tiên thôi. Rồi lên luôn nha anh em. Đó. Bên đây thì dán tem chữ bể luôn rồi ha. Dán tem 21. Con này đời 18, 19 gì á. Xe này thì anh trai lấy giá loanh quanh cũng trên dưới 300 nha. Rồi xong. Lụm ha. Xong em Phù Cát rồi, chuẩn bị tem tay sơn thôi.